Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại thêm một vlog nữa. Thì vlog ngày hôm nay tụi mình sẽ đi đạp xe đạp tại biển thôi các bạn. Thêm một vlog quay trở về biển cả nữa. Thì bây giờ tụi mình đang có mặt tại Long Beach, City by the Sea, quê hương của Snoop Dogg rồi các bạn. Thì đây sau lưng của mình là cái biển. Đây, rất hồi sẽ đạp mấy xe đạp giống vậy nè. Ok. Thì tình hình này vừa nóng mà vừa gió mà cũng hơi lạnh chút xíu nữa. Để lát hồi xuống dưới coi tình hình thời tiết như thế nào. Này chắc vui á. Ok các bạn, thì đây là cái đường ra mà lấy tàu. Go ahead. Okay. Má quên mắt kiến đen man. Đồ má, trời đủ má là không mà cho tao một mắt kiến ở đâu. Má này đi chắc cứu thiệt. Mang dép đồ. Ủa cái kiến này đi kayak bị lật á. Dạ. Nó dính trên nó không cứu nè. Đu. Đây, mấy cái xe đạp nè. Còn đây là thuyền của ba mình. Đậu đây của bữa giờ rồi. Mà ba mình không phải kiếp này, chắc kiếp sau. Thì tụi mình đi 4 người. Vô 4 ticket. Ủa sao có hình con chó ta? Ồ, hình con chó trong cái trong cái miếng này. Thì đây tụi mình đi suốt là 5 giờ rưỡi, 4 người. Cash, phone, what the fuck yeah. Check out at the office after your ride. Tips appreciated. Ok. Thì cái đây đã nói là xong thì mình ra office mình check out thì cho tiền tip, tiền bo là welcome. Vậy thôi. Đồ má nước trong. Thấy mấy con cá dưới luôn kìa. Oh. Little fishes. So as for the bikes, they are fixie bikes, which means pedaling forwards goes forwards and pedaling backwards goes backwards. And then the most important part is the turning. You only want to turn about 45 degrees each direction. If you do turn it too far, you can see down here it's the red, it kind of slows you down and you won't be turning. Okay. So it's like a normal bike, kind of just small turns, you think of that as your tire. And then in here is where is the rescue line. You give that a call if you need any help. You can also put any other belongings that you like. Oh. Any questions? No. We got it. Good? So we can go this way? Yes. And that way? Yes. But not this way? Yeah, exactly. Okay, cool. And when we turn, you have to make a big. Thì ở đây á, các bạn, cái luật ở đây á, là tụi mình không có được đạp ra ngoài như lúc đầu mình nói các bạn. Tại ở ngoài là có rất là nhiều gió, thuyền với lại nó đi xa bờ. Nói chung là cái hướng đó là cái hướng nguy hiểm. Tụi mình chỉ đạp trong đây thôi, đạp trong khúc này ra đây xong rồi bẻo trái. Nói chung là đi vòng vòng mấy cái khơi, mấy cái cảng này thôi, chứ không có được ra cái biển rộng đó. Thì cái xe đạp ở đây thì có vấn đề là mình khi mà mình quẹo á là mình chỉ quẹo được chút xíu giống vậy thôi. Khi mình quẹo hết á thì mình cái này mà nó ngang lại á thì nó sẽ bị cản cái lực nước, nó sẽ rất là khó quẹo. Cho nên ông nói là khi mà muốn quẹo á là phải trừ hao loại nữa ở giữa móc qua. Tại vì cái thuyền này nó quẹo nó quay lắm, nó rộng lắm, nó không có quẹo như xe đạp quặp cái là qua liền. Thì là lại giống vậy. Ok. Yeah, I'm ready. Ok, thì bây giờ chúng ta đã đạp đồ má. Chúng ta đang trên mặt nước rồi các bạn. Quá đã luôn. Má này đạp hơi mệt á. Má cảm giác hơi bị lạ luôn. Đồ má cái này đạp đồ má nó mệt gấp mấy chục lần xe đạp bình thường á Quốc. Cái clip nhẹ đúng không? Chỉnh ra mày. Ủa má cái xe mà nó kêu quá ta. Ê cô mày có kêu không Quốc? Có hả? Ồ ok. Đồ má xui rồi các bạn ơi. Đồ má mình tính đưa điện thoại cho thằng bạn mình. Nó mượn nó quay mình má mình xa quá. Rớt bỏ mẹ luôn. Má mệt vậy. Chắc tối nay đi Hollywood đéo nổi. Mình holy shit luôn. Ê sâu. Chụp tao tắm đi. Thắng. Bố. Sau những ngày lên trên chân sóng. Ủa đang quay hả? Sau những ngày lên trên sóng, không đến được đất liền mà đến được chạy tị nạn. Chúng tôi đang đi tị nạn Covid. Hên rai. Thì cuộc sống ở đây cũng khổ lắm. Thì qua đây không có gì làm á, thất nghiệp, không làm gì ra tiền hết đó. Backward luôn. Cái gì? Làm backward. Ôi, đang nói chuyện vậy. Ôi sorry. Điều duyên quá. Thì qua đây cũng khổ lắm. Qua đây mấy năm rồi qua lại không có việc làm, không có gì hết đó. Suốt ngày cứ ăn ngủ dậy đạp thuyền ngoài biển. Khổ quá. Quay phải. Quay phải hả? Nói lớn lên đi. Chết tôi rồi. Chết nhỏ vậy kìa. Đắp vô đây. Mình rất hơn rồi mấy luôn. Biết tờ đâu, có bằng lái không? Có bằng lái không? Đó, nó để mấy cái thuyền này chạy qua đã mới công đụng á nữa. Thì mấy cái xe đạp này á là đạp tới là đi tới, đạp lùi là đi lùi, không đạp lùi là thắng hoặc là đi ve lại luôn. Đó, còn quẹo thì như xe đạp bình thường hay quẹo trái là quẹo trái. Đó, quẹo trái là quẹo trái. Ê, đụng á. Thằng nào lên trước hay xô đạo lên trước lấy đội chụp đẹp hả? Cho tao một tấm với. Mày làm với tao lẹ lắm, mày thiền tú kia lên xe đạp. Đồ mới ngồi trên thuyền ăn rồi luôn á. Đã vậy. Đồ ở thuyền kia cô Big Bang à. Cái bài Always á. Bên đây là lặn, lặn hả? Có mấy bình oxy nữa không? London, London gì con? Ê, ê Quốc, cái thuyền nó London, còn đây là London. Mày cứ đụng tao hoài vậy? Gì? Chiếu bự đó hả? Đụng má cái thuyền như cái ghe vậy. Rồi bạn lên Quốc lên tắm mày bạn. Mỗi lần mà có một cái tàu đi ngang qua kiểu như cái xuồng sắp chuẩn bị sập rồi. Đó, quá sống rồi. May là cái cano nhỏ xíu rồi á, cano bự qua đấy biết sao nữa. Mà không sao, có mang áo phao. Ủa đâu hết trơn rồi? Ủa? Sao bà con qua kia rồi? Mà lúc đầu á lạnh đó các bạn. Thì qua đây á, thì lúc đầu á hơi lạnh nhưng mà xuống đây đạp xe đạp hồi nó nóng hổi à, mà áo lạnh khó chịu á, lá hồi mình sẽ cởi cái áo lạnh này ra, tại cơ thể mình vận động á, lá hồi người nóng lên à, mặc áo này nó hơi ngợp. À, nóng quá. Thì lúc trên bờ á nhìn người ta đạp á thì tưởng không có mệt, nhưng mà xuống nước á các bạn là các bạn đạp 10 vòng thì nó mới bằng một vòng trên cạn. Thì cảm giác mình nó không vậy á, đạp hồi bơi hơi mệt á. Nói chung là chơi cái môn này nhìn chiêu chiêu hơi nhưng mà cũng phải cần một chút thể lực. Trời nắng quá. Mà với vậy mà bữa nay mình sai sót nhiều cái quá, mình quên mang cái mắt kiến để mà che đi cái cặp mắt mà liêm diêm của mình. Thì cặp mắt của mình thì 24 lúc nào nó cũng liêm diêm. Gì? Trời cái thằng lồn này độ má. Okay. Thở xíu nha. Ok. Cái thằng mập đen này nó rủ mình đua các bạn. Tụi mình chuẩn bị chơi nhà quốc nha. Đụ quốc. Vô mày. Cái lù. Chết mẹ rồi. Kỳ vậy? Gì? Hình như đạp lẹ để chậm á mày. Đạp vừa vừa thôi. Không đi nhiều hả? Vô mày, vô mày. Xe đâm hậu. Xe đâm hậu. Ồ má vinh vinh. Ồ má hình như cái này thằng nào mập hơn thì đủ má nó đi lẹ hơn hay sao. Má mệt quá. Thôi các bạn mệt rồi đó. Ồ má đạp xíu muốn tắt luôn. Mệt quá. Biết vậy mang cái hộp dài ở đây ngồi quay review dài trên biển luôn nó mới ghê đúng không. Mà dạo này không biết sao đó mình cũng làm biếng quay review dài quá. Bây giờ qua đây mình thích mấy cái adventure giống vậy, mấy cái outside activities. Mình không thích mấy cái môn trò chơi trong nhà như là chẳng hạn như là ăn nhậu karaoke, mình không thích cái đó. Mình thích mấy cái mà ở ngoài trời giống vậy nè, đạp xe ngắm cảnh rồi vân vân. Thì ngày xưa lúc nhỏ thì thích mấy cái kia, lớn là thích mấy cái trải nghiệm ngắm cảnh nhiều hơn. Ngày xưa mình cũng cứng đầu đó các bạn, kiểu như là thôi đi du lịch làm gì tốn tiền này nọ, ở nhà Việt Nam chơi cho vui không. Nhưng mà đi du lịch các bạn có biết là nhiều khi mình bỏ tiền ra mình có được một cái trải nghiệm xứng đáng mà lúc ở nhà mình sẽ không bao giờ có được, mình chỉ coi trên tivi này nọ thôi. Nói chung là cái lý do mình làm YouTube này á là tại vì đi chơi chụp hình cũng ok, là biết mình tới chỗ đó này nọ, nhưng mà nó không có nói đủ tất cả các chi tiết cái cuộc chơi như thế nào, cho nên mình mới bắt đầu là cầm cái máy camera lên và đi tới nơi nào cảm thấy vui, cũng không cần là một cái chủ đề sâu sắc. Nói chung là chủ đề là quan trọng là mình đi, mình để lại cái kỷ niệm trong cái vlog của mình, thì đó là cái mình muốn. Thì cái này cũng vậy, thì khi mà các bạn làm video cũng vậy nè, cũng không cần ai coi nhiều đâu. Nếu mà các bạn làm để cho người ta coi cũng ok, nhưng mà các bạn làm để dành một cái kỷ niệm đó, sau đó nhiều năm sau mình quay lại mình coi thì nó rất là quý giá hơn là một tấm hình. Nó cận kẽ, nó có nhiều cái chi tiết, nhiều cái mô mình để cho mình coi lại về sau. Đó là lý do mình làm YouTube vậy thôi. Thì ra biển á, đạp xe này nọ hay là lái tàu của bạn phải coi hướng gió nữa. Thì cái hướng mà từ hồi nãy từ đây đạp về đây hướng này đó là rất là mệt. Cái lúc mình đua với thằng mập nãy đó, là hướng này là ngược gió, còn hướng này là hướng gió đẩy các bạn nè, thấy không? Mình không cần đạp thuyền nó vẫn đi luôn, giờ mình đạp rất là nhẹ nhàng, thuyền đi rất là xa luôn. Ồ, thì ra là mực nước với lại gió đóng góp một phần rất là quan trọng khi mà mình đi biển. Thuyền cũng vậy ha. Nói chung không đi không vừa biết, thì đi mới biết được. Ồ, nó tưởng tượng kỳ sau đây chạy cái cano ha, lướt sóng rồi bye bye đã. Ô chim, con gì vậy? Con vịt trời. Con vịt trời. Con vịt trời kìa. Ê, mày đạp hướng này về thấy khỏe hơn đúng không? Tại theo gió đó. Mới nãy đạp ngược gió mệt quá. Ừ. Đua mấy cái thuyền này lại gần bự quá mày. Má bự cho bá luôn. 2 tầng. Ồ có con chó nữa kìa. Hey Rocky. Tàu tên là Flawless, có cắm bông vàng thọ. Ở đây là phòng ngủ luôn mày. Ồ má bự dở lắm. Để zoom ra. Cái này gọi là giới siêu giàu quá. Thượng lưu luôn. Xíu xe là bình thường. Ra đây mới ghê nè. Đúng không? Tốn tiền đậu tàu nữa. Trời ơi, đậu tàu một tháng biết bao nhiêu tiền mày. Mà mày nghĩ đi, mỗi mày có tiền đúng không? Khi mày chạy siêu xe, động đất hay cháy nổ gì mày đâu thoát được đâu. Thuyền đâm ra biển luôn. Thoát. Bởi vậy thuyền với lại máy bay lúc nào cũng mắc hơn á. Luôn mình là cái đó gọi là gì không? Cái level mà thoát khỏi thế giới mà. Privacy. Freedom. Lên đường thôi, tiếp tục trận đấu. Mặt trời đang xuống nha. Mà cái này quên nói các bạn luôn là cái vé của mỗi người á, ở đây là 27 đồng cho một người trong vòng 1 tiếng nha. Tụi mình đạp 1 tiếng rồi, thì nãy giờ cũng hơn nửa tiếng rồi, giờ tranh thủ đạp. Má đạp ra sao về chợ không biết nó có cộng tiền không. Má giờ mới biết là cái chân vịt đằng sau lưng nè, các bạn bưng lên được luôn nè. Đó, đó, đó. Quá dở luôn. Má bưng lên quá đạp nó không đi, phải để nó xuống thấp với mày nè. Đó mới nó mới đi. Oh, khác biệt liền. Ê, đu. Rồi xong luôn, kẹt luôn. Rồi mà thấy chơi cái trò này thấy thú vị hơn nữa các bạn. Chèo thuyền. Mà cái chèo thuyền này khó lắm nha, không có dễ đâu. Tại hồi xưa mình về quê ngồi trên mấy cái ghe đó, người ta chèo á, cái mình kêu cho nó mượn, mình lên mình chèo thì quay vòng tròn không. Đó thì hình như cái ghe này á, muốn quẹo trái là phải chèo bên phải, muốn quẹo phải là phải chèo bên trái, hình như là vậy đúng không? Tụi mấy cái ông nào sao không chèo nhẹ quá ta. Còn đây có con chó nè, cái con chó dễ thương. Thường chó nhìn điếu kìa. Thêm một chiếc thuyền nữa. Nữa, đụng má sông đánh vô đây nữa. Trời đất ơi. Đùng. Đùng. Đùng dưới con dây luôn. Tiêu tôi rồi. Là hồn chủ nhà ra chửi luôn. Tưởng tấp vô đá đồ. Kéo dây ra. À, kéo dây ra. Nhìn cái diễn cảnh này cũng vui mà cũng buồn. Vui là tại vì Lan lên đên trên biển, còn buồn là tình hình dịch bệnh Việt Nam bây giờ, với lại cái shop của mình thì đang ra ngoài khơi xa bờ rồi các bạn. Thì bữa giờ dịch bệnh á, thì cũng 3-4 tháng nay rồi cũng không có làm ăn được cái gì, vẫn đóng tiền nhà đều đều, cho nên ở nhà không được đi mua đồ ăn nữa. Nói chung là cũng vui, bên đây cũng vui, nhưng mà nghĩ gì Việt Nam cũng hơi rầu. Dù gì thì mình cũng ở đây một thời gian cũng phải về đó, đối diện sự thật thôi đúng không? Thôi, vui chứ để tính sao. Giờ cái tinh thần thoải mái chứ, rồi chuyện còn lại tính sao. Sau cái dịch này mới nhận ra một điều là tiền hết tất cả, đồ ăn là tất cả. Với lại cái sự tự do của con người là cái quan trọng nhất. Cũng đâu có thể nào mà ở trong nhà hoài, cứ bị trong vậy hoài, bị stress luôn các bạn. Ngồi ở nhà mà cứ ngồi cái máy tính rồi coi tin tức này nọ, dễ bị điên lắm thiệt. Ít ra phải lâu lâu cho ra đường một lần. Thì bên Mỹ lúc trước cũng lockdown cũng 1-2 tháng, cũng một thời gian, cho nên người dân kiểu như là các bạn biết là người dân Mỹ người ta đâu có chịu cái cảnh mà bị kìm cặp bị gì đâu. Người ta bên Mỹ lúc nào cũng cần sự tự do là trên hết. Người ta biểu tình, người ta làm tất cả mọi thứ luôn để được ra đường, hoặc là trong khi đó có lệnh cấm luôn người ta vẫn ra đường bình thường luôn. Thì cho nên chính phủ Mỹ mới tìm một cái biện pháp tốt hơn là sống chung với dịch. Thì sau nhiều tháng sống chung với dịch thì là tình hình tại Mỹ các bạn, mọi chuyện nó quay trở lại bình thường. Và khi mà nhắc tới Covid tại đây á, thì người dân cũng ok, có nhiều người quan tâm, nhưng mà đa số là không quan tâm. Người ta coi bây giờ cái bệnh nó như một cái bệnh rất là thông thường các bạn. Thì vaccine lúc nào cũng có và thuốc điều trị lúc nào cũng có đó, cho nên người ta không còn quan tâm nữa. Nói chung là một phần đó, tại vì nước Mỹ cái trình độ y tế rất là cao, với lại thuốc có đầy đủ, vaccine cũng tốt, thì là đỡ một phần ở đó hơn. Tội nghiệp Việt Nam mình thì cũng hơi bị thiếu thốn này nọ nhiều cái. Hy vọng dịch bệnh mau chóng qua đi để người dân bớt khổ, mình còn về Việt Nam chơi các bạn nữa chứ. Thì sẵn giờ đang lên trên biển thì cũng tâm sự luôn là rất là nhiều bạn hỏi là cái mục tiêu kế tiếp của mình sẽ làm gì khi mà sau này ở Việt Nam hết dịch quay trở lại Việt Nam. Thì mình sẽ vẫn trở lại Việt Nam làm những công việc lúc trước mình đã từng làm, nhưng mà cái kỳ này sau một cái cơn dịch đó, thì cái mindset, cái lối suy nghĩ của mình nó khác rồi. Mình sẽ không có tập trung 7 ngày một tuần vô công việc nhiều nữa. Mình sẽ tập trung vô cuộc sống của mình nhiều hơn. Tại thực sự là mình nhận một điều là có tiền nhiều để làm cái gì mà không xài, với lại dịch thì cũng không xài được tiền nữa. Thì thôi, thay vì lúc trước mình làm 7 ngày đi, mình sẽ làm 5 ngày và 4 ngày thôi, dành còn thời gian còn lại cho cuộc sống của mình, gia đình của mình, những điều thú vị trên cuộc đời này. Chứ tập trung cắm cổ làm nhiều tiền quá, các bạn cũng đâu biết được ngày mai sẽ như thế nào đúng không? Chết cũng đâu mang tiền thôi được, chết tiền cũng để lại thế gian này thôi, chứ không theo làm gì. Nói chung là vẫn phải đi làm kiếm tiền, nhưng mà cũng đừng có đặt cái mục tiêu là tiền là tất cả, tiền là nhiều quá. Tại khi mà dịch tới các bạn mới hiểu một điều là có tiền mua đồ ăn còn đéo được nữa. Thì đó, nói đơn giản giống vậy thôi cho mọi người hiểu thôi, chứ không phải mình ở đây mình dạy đời. Đó là cái kinh nghiệm sống riêng của mình. Với lại sau dịch, cái điều đầu tiên Việt Nam mình làm là gì? Những cái gì mà dư quá, xe cộ nào dư quá mình sẽ coi như là bán đi, không cần thiết. Mình chỉ cần những cái cần thiết, những cái nào mà giá trị cho cuộc sống thì mình giữ lại thôi. Với lại mình sẽ mua một cái tủ lạnh. Đồ má tức ghê. Thay vì dịch với bệnh á, mà mình có cái tủ lạnh bự, mình đi chợ mình để đồ ăn ở trong, hoặc là cái bếp mình đã tự nấu ăn được rồi, mà mình mình mua cái tủ lạnh đúng nhỏ luôn, bỏ được mấy chai nước hết, nhà không có bếp luôn. Bởi vì trong lúc dịch ở Việt Nam đúng khổ luôn, là có tiền mua đồ ăn đéo được, nấu thì không có bếp nấu, tủ lạnh thì đéo có cặt gì chồng. Nói chung là rất là cần cái tủ lạnh thôi các bạn. Cuộc đời chúng ta rất là cần cái tủ lạnh để mà đựng đồ ăn, đựng nước đá. Mỗi lần mà uống bia này nọ hay gì, muốn uống nước ngọt hay gì phải chạy ra ngoài mua cái tẩy, phiền quá. Mình sẽ mua một kỳ sau vậy năm, mình sẽ mua cái tủ lạnh thiệt là bự để bỏ đồ ăn của mình vô trọng, bỏ snack, bỏ chip, bỏ kem, bỏ tất cả mọi thứ trong trọng, bỏ bia, bỏ rượu, tự chơi ở nhà luôn. Ok các bạn, thì sẽ có rất là nhiều dự tính trong tương lai. Thì sau khi vào Việt Nam mình sẽ bắt đầu công việc YouTube của mình lại như lúc trước. Thì cái tiệm vệ sinh dài của mình sẽ hy vọng sẽ hoạt động lại được. Và sau đó mình vẫn tiếp tục là bán mấy cái post system và mấy cái web cho các bạn hút, rồi làm áo vân vân. Nói chung là mình cái kiểu mình hoạt động là không có giống như là những cái người khác. Mình làm gì mình thích, mình thích gì mình làm, chứ mình không có cái kia làm brand là phải tập trung chậm vô brand. Nói chung là cái kiểu của mình là làm vừa vừa thôi, chứ còn mà làm bự quá thì mình một mình có làm của mình à, mình làm không nổi. Cho nên mình làm những cái giống vậy thôi. Thì hy vọng sắp tới các bạn follow mình trên Instagram là Andy Vu 167 và coi những cái thông tin tin tức mình cập nhật sau này, thời gian về sau. Thì sẽ vẫn làm áo, sẽ vẫn làm đồ, sẽ vẫn vệ sinh dài, sẽ vẫn làm YouTube và tiếp tục sống thôi. Nếu mà may mắn thời gian sắp tới mình học được nhiều kinh nghiệm khác trong công trình làm việc của mình, hoặc là một cái công việc khác mới, mình sẽ bắt đầu tìm hiểu. Tại vì kiểu mình các bạn là mình không có thích là lúc nào cũng phải dính với một cái. Mình luôn luôn là thích tìm hiểu và tập thử thách những cái giới hạn mới, những công việc mới, những cái lĩnh vực mới. Giống như là YouTube này thì mình sẽ không có dính một cái chủ đề, không lúc nào phải là về giày, không lúc nào về đời xe, mà về tất cả xung quanh cuộc sống của mình. Động chưa? Động chưa? Như động rồi á. Quay rồi đúng không? Rồi quay rồi, rộng rồi đó. Ok. Rồi chết sao chứ. Mày đạp đi tới cái cành cầm. Rồi. Quay lại. Mày phải bên đây tao mà, tao mới tha nắng mới chiếu vô mày. Ừ. Rồi. Đó, thấy mày rồi đó. Cảm ơn ngày chủ nhật. Mày thấy đâu rồi? Ủa, mấy bạn đi đập chụp ngoài biển dám chơi chiều này không? Đấy, mày lại gần mày, ủa tôi sập luôn mày. Mày đụng đâu đó, tôi đụng mày. Trời biết rồi. Nè, nói đi. Rồi lên. Rồi té nữa. Ghê chết mày. À, giờ lên ngu lật luôn á. Mày nằm một bên, bóp bên ghê mày. Bên này nhỏng nó luôn hả? Ừ. Nhỏng đầu luôn rồi. Hồi té cái đục. Ok, giải nợ đi. Rồi má sống nữa rồi phải không? Đùng. Hơi cực á. Sao nó không quẹo mày? Rồi tới tao. Thôi trụ mà rớt á. Rớt thôi luôn á. Có mày lặn luôn á, tao đéo biết đâu. Má lọt lót là nó như mỏ luôn á. Lặn xuống mà. Ra hỏi Quốc có ly nước không? Xin đúng. Thấy trên cho lon Coca. Đồ má khác quá. Giờ lại muốn nước biển uống. Ê, thấy trên thuyền nó có nước uống nhiều không mày? Gì? Ủa má giờ xin kỳ không? Kỳ á? Ừ má quên tính xin luôn rồi. Can I have a cook? The water? The snack please? Không biết các bạn có coi mấy cái phim mà đắm tàu rồi xong mà sau khi tàu bị đắm rồi lên đên trên biển người dạt vô bờ, rồi Robin Hood này nọ các kiểu. Mình nói thiệt các bạn luôn á, từ đó mà bơi qua đây là muốn chết mẹ. Cái đây là mai là cái mức biển này là cái mặt hồ là nó tương đối là nó biển nó không nó lắng các bạn, nó không có động lắm á. Tưởng tượng các bạn mà đi ra ngoài biển khơi á, ngoài kia xa luôn á, sóng biển má biển mênh mông không thấy đất liền thì làm sao mà có nhiều người mà đắm tàu mà hay bị cái tai nạn gì quá mà sống được đó, mình không hiểu luôn á, là làm thế nào người ta có thể sống được luôn á. Thì trên đất liền á mình không, thật sự luôn mình không có đi biển, đi biển là chỉ rớt là chỉ có tắt thôi, dưới đây là không ai biết được cái gì đây đó các bạn hiểu không. Còn trên bờ ít ra mình lạc trong rừng là mình thấy được cái gì đó trước khi mình chết các bạn hiểu không. Nhiều khi con cọp xuất hiện hay gì xuất hiện, ở đây là con cọp nó sẽ ăn mình, còn rớt cái đây độ mới đéo biết không xỉu rồi cái vô bụng con cá, không biết cá nào thôi. Nói chung là biển thì rất là nguy hiểm các bạn. Thì trên thế giới này người ta chỉ mới có kiếm được khoảng chừng mấy phần trăm, khoảng chừng 20%, 10%, 20% biển rồi. Còn lại là tiểu là một cái ẩn số đó. Bởi vì dưới biển này thực sự có con gì hay là có thủy quái hay là quái vật cũng không ai biết hết đó. Nói chung là biển cả mênh mông, tứ hải giai huynh đệ, sống chết có số, phú quý do trời. Trước khi về mình sẽ qua chiếc tàu cho các bạn coi. Má chiếc tàu này thiết kế rất là độc các bạn. Ở dưới á, đồ má coi nè, đây nè, đồ má nhìn xuyên ở bên kia luôn á, thấy không? Cái tàu này như cái nhà vậy đó. Cái nhà, cái tàu này tên là King Spawn. Vậy thôi mình cũng biết là hiệu gì nữa, mình không có rành tàu lắm. Má với lại cây cột này nè các bạn coi nè. Đó hồ má nó cao lên tuốt trên kia luôn má, như cái anten vậy. Rồi các bạn thì nhạc cũng đã lên rồi, thì mặt trời cũng đã xuống rồi. Thì cảm ơn tất cả mọi người đã coi cái vlog này của mình. Hy vọng các bạn rate, comment, này là subscribe cho cái YouTube của mình, với lại follow mình trên Instagram là Andy Vu 167. Hẹn các bạn vào chuyến đi adventure kế tiếp.